Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi. Lời đầu tiên, Kiến thức tử vi xin được gửi lời chúc sức khỏe tới quý khán thính giả. Chúc quý khán thính giả có sức khỏe, dồi dào, bình an và hạnh phúc, gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ chia sẻ đến quý khán thính giả một video về lĩnh vực khoa học tươi trẻ và sức khỏe của cuộc sống. Và bài viết dưới đây có nội dung: những loại trái cây khi đói ăn rất tốt cho cơ thể. Nếu quý khán thính giả quan tâm đến lĩnh vực trên thì hãy cùng Kiến thức tử vi đi tìm hiểu nội dung của bài viết dưới đây nhé. Và sau đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay. Những loại trái cây giảm cân và đẹp da hiệu quả nhất gồm có: loại quả ăn vào đẹp da và giảm cân thứ nhất là trái táo. Loại thứ hai là trái bơ. Loại thứ ba là trái lê. Loại thứ tư là trái chuối. Loại thứ năm là trái dừa. Loại thứ sáu là trái chanh. Loại thứ bảy là cam giảm cân. Loại thứ tám là đu đủ. Loại thứ chín là trái bưởi. Loại thứ mười là quả liệu. Loại thứ 11 là quả đào. Loại thứ 12 là quả việt quất. Loại thứ 13 là quả dưa hấu. Loại thứ 14 là quả cà chua. Loại thứ 15 là các loại quả khô. Giảm cân bằng cách ăn nhiều trái cây và uống nước mỗi ngày cũng là một trong những phương pháp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng có công dụng và chất dinh dưỡng như nhau. Nếu bạn thắc mắc nên ăn trái cây gì để giảm cân hiệu quả đang được nhiều chị em áp dụng trong thực đơn mỗi ngày. Và dưới đây là những loại trái cây ăn vào sẽ giảm cân và đẹp da. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cũng như vitamin và một lượng lớn chất xơ giúp cơ thể khỏe mạnh, làm tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì một số loại cây có tác dụng giảm cân rất nhanh chóng. Những loại trái cây giúp bạn giảm cân và đẹp da hiệu quả như: thứ nhất là trái táo. Giảm cân bằng cách ăn táo là một trong những phương pháp giảm béo hiệu quả, giúp bạn mang lại dáng vóc thon gọn. Bởi vậy mà nhiều người sử dụng cách uống nước giấm táo để giảm cân nhanh hơn, giúp hệ tiêu hóa làm việc được tốt. Táo còn chứa các loại vitamin A, vitamin C, vitamin E và canxi. Các loại đó đã cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Mỗi ngày bạn ăn từ 2 đến 3 trái táo và không nên dùng thêm bất cứ thực phẩm nào khác. Bạn thực hiện trong 3 tháng để nhanh thấy được kết quả hơn. Trái cây thứ hai để giảm cân và đẹp da là trái bơ. Bơ có vị béo ngậy, vì thế nhiều người nghĩ là ăn bơ sẽ tăng cân. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia cho rằng ăn bơ giúp giảm cân rất hiệu quả. Bởi trong bơ có lượng chất béo cao, nhưng là chất béo tự nhiên giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Ăn bơ giảm cảm giác đói và thèm ăn. Acid uric trong bơ sẽ giúp điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào cơ thể, rất phù hợp với người đang ăn kiêng. Bơ giúp thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ. Mỗi ngày bạn ăn một trái là đủ, và nếu bổ sung bơ vào, bạn nên cắt giảm thức ăn nhiều calo, hạn chế chất béo và đường khi ăn bơ. Nếu bạn giảm cân bằng cách uống nước sinh tố bơ, bạn nên sử dụng sau bữa ăn chính. Trái cây thứ ba là trái lê. Trong trái lê có khá nhiều chất xơ hỗ trợ trao đổi chất trong cơ thể. Với vị ngọt thanh, ăn giòn giòn, lê cũng là thực phẩm bổ dưỡng và giúp giảm cân hiệu quả. Chất xơ trong lê có tính xốp nên sẽ nhanh chóng làm đầy bao tử và có cảm giác no, và sẽ hạn chế được sự thèm ăn của bạn. Một quả lê trung bình chỉ chiếm 100% calo mà lại rất giàu vitamin C. Để ăn lê giảm cân thì tốt nhất bạn nên ăn một quả lê và một ly nước ép lê trước mỗi bữa ăn. Điều này sẽ giúp bạn không còn cảm giác thèm ăn. Trái cây thứ tư là chuối. Thêm một loại trái cây khi ăn vào
không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có khả năng giảm cân hiệu quả. Bạn chỉ cần mỗi sáng một ly nước và sau đó ăn 1 đến 2 quả chuối, vừa cung cấp năng lượng mà lại còn đánh bay lượng mỡ thừa trong cơ thể rất hiệu quả. Trái cây thứ 5 là dừa. Nước dừa có chất ngọt tự nhiên và không chứa một chất béo nào, các khoáng chất magie, kali và không hề chứa chất béo, vừa tốt cho sức khỏe mà lại hoàn toàn không tích mỡ. Chất xơ và vitamin trong nước dừa có thể bổ sung dinh dưỡng nhưng lại giúp có cảm giác nhanh no và hạn chế thèm ăn. Dừa là một loại trái cây giảm cân hiệu quả nhưng lại được ít người sử dụng. Trong bữa sáng, bạn nên uống một ly nước dừa tươi và một đĩa salad hoa quả. Còn bữa trưa, bạn nên uống 1 đến 1,5 ly nước dừa nguyên chất cùng một ít trái cây tươi. Trái cây thứ 6 là chanh. Mỗi buổi sáng, bạn nên uống nước chanh hoặc chanh và mật ong là cách giảm cân hiệu quả được rất nhiều chị em áp dụng. Chanh có khả năng thải độc tố trong gan, tránh tình trạng tích tụ mỡ thừa. Tuy nhiên, việc uống nước chanh vào buổi sáng giảm cân không dành cho người bị bệnh về dạ dày. Trái cây thứ 7 là loại cam giảm cân. Nói đến chanh thì không quên bỏ qua cam, vì việc giảm cân hữu hiệu vitamin C có trong cam sẽ giúp làm tăng thể lực cũng như giúp điều hòa lại và loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể của bạn. Cam có tác dụng rất tốt cho tiêu hóa và đường ruột, giúp bạn giảm sự tích lũy độc tố trong cơ thể. Cách ăn trái cam để giảm cân, bạn nên uống nước cam tươi hoặc pha thêm một ít nước lọc hàng ngày để giúp đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Tuyệt đối bạn không nên pha bất kỳ với gia vị nào khác ngoài nước cam. Trái cây thứ 8 là đu đủ. Đu đủ là loại cây giúp giảm cân rất hiệu quả. Ăn đu đủ giúp việc tiêu hóa thức ăn qua ruột, hỗ trợ cho việc giảm béo. Bạn nên chọn đu đủ chín với màu da cam và vàng là tốt nhất cho việc giảm cân của bạn thêm hiệu quả. Trái cây thứ 9 là trái bưởi. Với tính chất chứa nhiều nước, ăn bưởi sẽ giúp bạn tăng cảm giác no trong khi lượng calo vào cơ thể lại rất thấp, nên có thể giúp giảm cân vô cùng hiệu quả. Các chất axime trong bưởi đặc biệt giúp đốt cháy chất béo, nhiều vitamin C, chất xơ kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm cân của bạn rất nhanh chóng. Chỉ đơn giản sau mỗi bữa ăn 15 phút, bạn hãy ăn tráng miệng bằng bưởi. Ăn bưởi lúc này sẽ giúp thức ăn và chất hấp thụ vào cơ thể tiêu hóa nhanh, tránh việc tích tụ mỡ thừa. Trái cây thứ 10 là quả lựu. Lựu là trái cây dùng để giảm cân, chứa các chất oxy hóa và tác dụng loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, giúp bạn cảm giác thèm ăn và đốt mỡ thừa hiệu quả. Trái cây thứ 11 là trái đào. Quả đào chứa ít calo, không những vậy mà chúng còn có chứa nhiều chất oxy hóa nên giúp làm sạch cơ thể, tránh mỡ thừa. Trái cây thứ 12 là quả việt quất. Loại quả này có hàm lượng chống oxy hóa rất cao, giúp cơ thể bạn loại bỏ được các độc tố tốt hơn, nên sẽ giảm cân rất nhanh chóng. Khi dùng một liều lượng nhất định, thì chất polyphenol trong việt quất có thể giảm tới 73% số lượng tế bào hình thành mô mỡ trong cơ thể. Trái cây thứ 13 là quả dưa hấu. Dưa hấu có vị ngọt mát, chứa hàm lượng nước cao, vitamin A và C cùng nhiều khoáng chất khác nhau như sắt, canxi, phốt pho, magie, các axit amin. Bạn sử dụng dưa hấu chín tươi là sự lựa chọn tốt nhất cho việc giảm cân thêm hiệu quả. Ăn hoặc uống một ly nước ép dưa hấu trước bữa ăn khoảng 15 phút thì hiệu quả rất cao. Trái cây thứ 14 là quả cà chua. Cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và giàu hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2 rất cao, rất thích hợp để bạn
thêm vào thực đơn giảm cân của mình. Mỗi bữa ăn, bạn chỉ cần uống một ly nước ép cà chua kết hợp với thực đơn giảm cân bao gồm đồ ăn nhạt và thực vật có nhiều nhiệt lượng thấp, chỉ trong vòng 10 ngày có thể giảm tối đa tới 4-5 kg. Trái cây thứ 15 là các loại quả khô. Nếu bạn không có nhiều thời gian để đi mua sắm trái cây tươi hàng ngày thì hãy thử các loại trái cây khô giảm cân nhé. Nhóm thực phẩm này đặc biệt có công dụng đốt cháy các chất béo dư thừa, giảm cholesterol nên giúp giảm cân hiệu quả và an toàn lành mạnh. Bạn có thể tự làm hoặc mua để sử dụng lâu dài, đặc biệt là những bạn ở văn phòng có ít thời gian. Để giảm cân bằng các trái cây hiệu quả thì bạn cần lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất, bạn không nên ăn quá nhiều một lúc, điều này có thể làm cho bạn tăng cân. Thứ hai, bạn nên xen kẽ các loại trái cây khác nhau. Thứ ba, bạn chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Thứ tư, bạn có thể sử dụng nước ép từ các loại trái cây trên để giảm cân. Thứ năm, bạn không nên ăn trái cây cùng với sữa, đường và các thực phẩm nhiều chất béo khác. Với những chia sẻ về các loại hoa quả cũng như trái cây giảm cân trên, chị em có thể tìm ra cũng như xây dựng khẩu phần ăn hợp lý dành cho mình, không chỉ giảm cân, mỡ bụng mà còn đẹp da. Chúc các chị em thành công trong việc giảm cân với các loại hoa quả trên. Qua những nội dung trên, nếu quý khán thính giả thấy hay hoặc quan tâm đến lĩnh vực trên thì hãy like hoặc đăng ký kênh hoặc chia sẻ với bạn bè để luôn nhận được những video mới nhất của kênh chúng tôi. Chúc quý khán thính giả có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.